Thưa quý vị và bà con nông dân, theo nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy lợi thế và giá trị đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của nông sản, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Từ tháng 6 năm 2014 đến hết năm 2016, tỉnh Tiền Giang triển khai dự án xây dựng và nhân rộng vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP tại các huyện thị trọng điểm. Chương trình hôm nay xin giới thiệu hiệu quả bước đầu của dự án này. Hàng năm, tỉnh Tiền Giang gieo trồng gần 50.000 hecta rau màu cho sản lượng khoảng 800.000 tấn. Tuy nhiên, diện tích rau sản xuất theo tiêu chí VietGAP còn rất ít, mới có 15,14 hecta. Từ tháng 6 năm 2014, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chí VietGAP tại 5 huyện thị trọng điểm là thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo và Châu Thành, với tổng diện tích lên đến 450 hecta. Trong năm 2014, dự kiến sẽ cấp chứng nhận VietGAP cho 90 hecta. Các năm 2015 và năm 2016, mỗi năm thực hiện 180 hecta thuộc các tổ hợp tác và hợp tác xã, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, thành lập các cửa hàng tiêu thụ gắn với nhà sơ chế, đóng gói tại thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho để liên kết với các doanh nghiệp, các bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh, giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản. Về mục tiêu lâu dài, dự án hướng tới chuyển giao rộng rãi những kỹ thuật thâm canh tiên tiến nhằm định hình nền nông nghiệp chất lượng cao, giúp nông hộ tăng được lợi nhuận, hiệu quả sản xuất và có cuộc sống ngày một ổn định hơn. Thưa quý vị và bà con nông dân, Gò Công Đông là một trong năm huyện thị được tỉnh chọn triển khai mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với 15 hecta. Tiếp nhận và ứng dụng quy trình này, nông dân phấn khởi và an tâm loại bỏ tập quán sản xuất thủ công tự phát, mạnh dạn ứng dụng quy trình kỹ thuật VietGAP, giải bài toán chi phí đầu tư cũng như lợi nhuận và liên kết tìm đầu ra một cách căn cơ hơn trước. Chúng ta hãy cùng tham quan mô hình sau đây. Ông Nguyễn Văn Nhớ được xem là cánh chim đầu đàn ở vùng trồng rau màu chuyên canh ấp Thành Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông. 15 năm trước, chính ông là người tiên phong chuyển đất lúa năng suất thấp sang trồng rau màu. Rồi đến năm 2011, ông lại nhạy bén tham gia mô hình sản xuất rau an toàn và tháng 6 năm 2014, ông tiếp tục giữ vai trò tổ trưởng tổ sản xuất rau VietGAP. Hiện với diện tích gần 1 hecta rẫy, mỗi năm ông Nhớ canh tác 9 vụ cải ngọt. Theo kinh nghiệm của ông, để đạt một vụ cải thắng lợi thì trước hết phải chọn giống chất lượng, xử lý giống đúng kỹ thuật, xử lý gieo xạ và chăm sóc cây con đúng quy trình. Chú trồng cải này được bao nhiêu công? Tôi để trồng tới 6 công. Cái hạt giống đó mình xử lý như thế nào để mình gieo cho nó lên đều? Ở đây thì cái công ty đó nó sản xuất ra thì về đây mình không phải xử lý. Tại người ta đóng bao bì, người ta có nhãn mát ra rồi. Mình không có xử lý gì cả. Rồi mình ngâm hay là mình rải trực tiếp lên luôn? Cái này thì bây giờ mình cái cách mình làm thì trước khi xạ là mình sẽ ngâm trong vòng 2 tiếng. Rồi mình sẽ vớt ra xong rồi mình sẽ ủ lại qua đêm. Rồi mình sau khi mình làm đất xong thì mình sẽ rải cho nó đều. Mình làm đất thì cái đất này thì lúc đầu thì mình lên lít như thế nào và mình có xử lý đất gì không? Ở đây thì cái cách làm đất tất nhiên là khoảng cách khoảng bờ với bờ nhau là khoảng 1 mét. Một mét rồi mình đánh rỗng sâu như thế này. Rồi cách xử lý tất nhiên là đất thì mình không có gì xử lý, tức là mình bón phân hữu cơ vi sinh. Mình sẽ bón lót trước rồi bắt đầu mình sẽ làm đất phủ bằng. Làm bằng rồi bắt đầu xong mình rải giống hạt giống lên. Rồi sau khi mình tủ lên một lớp rơm mỏng như thế này để cho cái hột nó hột cải cho nó làm êm. Vậy thì mình làm đất khoảng bao lâu thì mình xả xuống hay là mình xả xuống liền? Mình làm đất ngay cả lúc xả cũng được, mà làm đất vào bữa sau xả cũng tốt hơn. Tại vì cho cái độ bằng của đất của nó êm. Cái giai đoạn cải này là cái giai đoạn mình chăm sóc nào mà quan trọng nhất hả chứ? Trồng cải này tất nhiên là cái khâu chăm sóc nào nó cũng quan trọng cả. Từ khi xạ hồn mình làm cho nó đều tới cây, cách cây khoảng 5 đến 6 phân. À, 5 đến 6 phân là vừa để cho tạo những cái đồng đều của cây cải. Mình có lựa cây nào mình để lại hay là mình tỉa? Thì đúng hơn thì như mình phải lựa chọn, trong này phải lựa chọn những cái cây mà nó có sức tốt hơn thì mình sẽ để lại. Nhưng mà cái này mình làm cho nó đều ra vậy nó có hay hơn.
So với các địa phương khác, thì trồng cải ở vùng đất Bình Nghi này khó khăn hơn về nguồn nước tưới. Để có đủ nước tưới, đảm bảo cho cải sinh trưởng và phát triển tốt, ông Nhớ rất quan tâm đến vấn đề nước tưới, phải tưới đều tay, tưới kiểu phun sương để hạn chế tình trạng lá cải bị dập, giảm chất lượng thương phẩm. Thưa chú, thì đối với cái vùng đất Gò Công này, cái khâu mà xử lý nước rất là quan trọng và nó cũng là rất là khó khăn để tưới được khi mà mình trồng, lúc mà mình trồng mới trồng, mình tưới như thế nào và khi mà nó lớn lên thì mình trồng tưới như thế nào chứ? Cái cách tưới thì cái hạt của nó thì những khi lúc mình gieo nó rất nhỏ, mình tưới phải tưới cho nó độ bỏng ở trên chứ vừa đừng mình dội nó xuống vậy thì nó bị trôi hột. Thì cách tưới thì tất nhiên là ngày nào mình cũng phải tưới ngày phải 3 lần, đúng với giai đoạn nhỏ. Thì mình tưới ngày nó 3 lần. Khi nó lớn lên, khi nó lớn và nó cao khoảng 20 ngày trở lên thì mình chỉ mỗi một ngày mình tưới chỉ 2 lần thôi. Làm cho nó đủ độ ẩm, nó không được thừa nước. Cải ngọt rất mẫn cảm với sâu bệnh, dịch hại, nhất là giai đoạn mầm và mới ra 1-2 lá đầu, nên phải thường xuyên thăm ruộng, quan sát thật kỹ từng cây cải, kịp thời phát hiện sớm sâu bệnh, dịch hại để phòng trị kịp thời và hiệu quả. Theo đó, ông luôn chủ động phòng trừ bọ nhảy tấn công, bởi đây là đối tượng gây hại nguy hiểm nhất, có thể gây thất thu nếu ruộng cải bị nhiễm bọ nhảy nặng. Sau khi cái giai đoạn mà tỉa đó, rồi mình chăm sóc cây cải mình như thế nào chứ? Sau khi mình ta tỉa, nếu mà có trường hợp mà có cái côn trùng, ví dụ như bò nhảy hoặc là sọc công á, với con sâu tơ á, là mình phải dùng biện pháp là mình phải phun thuốc trừ sâu. Nếu mà mình làm trên mảnh đất, nếu mà mình dọn dẹp kỹ thì tất nhiên là nó sẽ hạn chế sâu. Còn nếu mà mình không quản lý cho nó tốt ngay lúc đầu thì bắt đầu mình phải tốn chi phí thêm cái phần thuốc đó. Còn phân, vấn đề phân? Phân thì ngay cả lúc nhỏ thì mình đã tưới, mình đã rải cho một lần, tức là mình đã bón lót. Rồi sau đó khoảng 7 đến 10 ngày mình phải bón phân hóa học vô đó. Tức là mình sử dụng phân NPK để cho nó cân đối lại. Hiện cải là nguồn thu nhập chính của ông Nhớ và bà con trong vùng. Năng suất thu hoạch một vụ từ 2 tấn 1 hecta mùa mưa và 3 tấn 1 hecta mùa nắng. Giá bán bình quân 3.500 đồng một ký. Mỗi năm ông Nhớ thu lợi nhuận không dưới 200 triệu đồng. Hiện nay ông cùng với 54 hộ dân trong ấp tham gia mô hình sản xuất rau việt gáp. Hiệu quả sản xuất bước đầu của mô hình này đạt được rất khả quan, như giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân bón hóa học, đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch, vân vân. Nên cơ hội tiêu thụ cũng mở rộng hơn. Hầu hết sản lượng được tiêu thụ ở các siêu thị hoặc bếp ăn tập thể. Tổng thời gian mà từ lúc mà chú gieo xạ xuống đến thu hoạch thì khoảng bao nhiêu ngày? Từ gieo hạt tới thu hoạch là khoảng 30 ngày. Dạ. Thưa chú, thì đối với cây cải này thì khi mà mình trồng trong cái mô hình việt gáp, đã tham gia mô hình việt gáp rồi, thì chú thấy là khi mình áp dụng cái mô hình này thì nó giảm được cái chi phí đầu tư như thế nào hả chú? Cái này nếu mà trồng những cái trong chương trình việt gáp có cái hợp đồng với những cái đối tác thì tất nhiên là mình sẽ có cái mức độ đầu tư. Để cái phân bón của nó thì mình làm theo cái tiêu chuẩn của nó, đó được cái hay hơn, tức là mình sẽ bán trong việt gáp tức là cái giá cố định. Còn mà mình bán ở ngoài thị trường tức là cái giá nó trôi nổi thì lúc cao lúc thấp. Nếu mà mình hạch toán ra thì tất nhiên là nếu mà người nông dân người ta không dám đầu tư thì thử ra nó dễ bị lỗ. Thưa chú, thì đối với một khoảng một công cải như vậy thì khi mình thu hoạch thì khoảng bao nhiêu ký? Cái thu hoạch nếu mà trong giai đoạn mùa mưa này thì khoảng 2 tấn đến 2 tấn rưỡi. Còn nếu mà trong mùa nắng thì nếu đạt được năng suất là đạt vẫn từ 3 tấn. Hiện nay thì cái giá cả nó như thế nào? Bây giờ trong mô hình và ngoài mô hình. Giá cả thì bây giờ nếu tụi tôi làm thì trong hợp đồng thì 4.000. Dân gian có câu, đói ăn rau, đào uống thuốc. Rau xanh không thể thiếu trong các bữa cơm gia đình. Chính vì vậy, ông Nguyễn Văn Nhớ và bà con dùng rau chuyên canh Thành Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông đã nhạy bén ứng dụng quy trình kỹ thuật tiến bộ canh tác sản phẩm rau xanh an toàn, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng xã nông thôn mới. Anh thì trải qua cái thời gian mà người nông dân mình áp dụng mô hình như vậy thì anh thấy là kỹ thuật của họ áp dụng có thành thạo chưa và họ có tuân thủ theo cái quy trình gì khác chưa? Đối với kỹ thuật đối với những hộ mà làm theo việt gáp á, thì trước tiên á, thì lúc đầu á, thì họ cũng làm theo thói quen phong tục quán
phun thuốc đồ thì cũng dục hơi bừa bãi, đụng đâu dục đó. Tới chừng mà cũng được là làm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp này á, là cũng được tập huấn rồi, nhà kho sản xuất sơ chế là mình làm sao, rồi mình có dù như xịt thuốc là có chỗ thùng chứa là mình bỏ bao bì thuốc thực vật vô. Là nói chung thì ý thức với kiến thức của bà con nông dân thấy cũng được nâng cao lên hơn hẳn. Cảm thấy vậy. Thanh thì hiện nay thì khi mà mình áp dụng cái mô hình này thì cái hiệu quả và cái năng suất đem lại như thế nào so với ngoài mô hình này? Thì đối với mà thấy từ khi mà áp dụng mô hình này á, bà con á, thì giảm, thứ nhất là thấy giảm được lượng phân thuốc, giá cả thì cũng được ổn định hơn là bên ngoài. Bên ngoài thì đôi lúc thì giá cũng 500 ngàn đổ gốc chuối rồi cũng có, nhưng mà khi mà vô mà làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp á, thì ký kết hợp đồng với giá chết luôn là 4.000 đồng ký. Thì nông dân mà tham gia mô hình này cũng thấy là rất phấn khởi. Nhưng nếu nói về tiêu chí nông thôn mới thì nông nghiệp là ngành có mức độ liên quan đến nhiều tiêu chí, trong đó cơ bản nhất là nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường, hướng đến nền nông nghiệp xanh sạch, chất lượng cao. Việt Gáp là một giải pháp sản xuất đáp ứng cho quá trình xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Để hiểu thêm hiệu quả và lợi ích của quy trình kỹ thuật Việt Gáp đem lại, chúng ta cùng tham khảo phần tư vấn sau đây. Cải xanh cũng là một trong những loại cải mà rất lực là dễ trồng và bà con mình có thể trồng quanh năm, không kén đất. Hiện nay cái thị trường đầu ra của cải xanh cũng là rất là nhiều. Do đó là khi và đồng thời nữa là cải xanh rất là bị nhiều sâu bệnh hại tấn công. Do vậy thì trong quá trình trồng cũng như là chăm sóc cây cải xanh, bà con mình cần lưu ý một số vấn đề sau. Thí dụ như là về giống. Thì hiện nay đối với cải xanh, bà con mình có thể là sử dụng giống địa phương hay là bà con sử dụng giống của công ty, ví dụ như là Bình Chánh hay Đại Địa. Đó là những giống cải mà bà con trồng có thể là đem lại năng suất cao và tương đối là ít sâu bệnh hại. Về cái kỹ thuật trồng, thì đối với cây cải xanh thì bà con có thể là gieo trực tiếp trên liếp hoặc là bà con có thể là gieo vườn ươm. Tuy nhiên đối với điều kiện ở Tiền Giang mình thì đa số bà con là gieo trực tiếp trên liếp luôn, không cần phải qua cái giai đoạn vườn ươm. Vì vậy mà để đảm bảo được cái tỷ lệ sống cũng như là tỷ lệ nảy mầm của hạt thì bà con cần nên là xử lý hạt trước khi bà con là trồng. Vì về quy trình xử lý hạt thì bà con có thể là ngâm cái hạt cải trong nước ấm hay người ta gọi là ba sôi hai lạnh trong vòng khoảng 3 đến 4 giờ cộng thêm với thuốc trừ bệnh. Thì sau khi bà con ngâm 3 đến 4 giờ xong, bà con sẽ vớt ra và bà con dùng một cái khăn ẩm bà con gói lại. Thì trong vòng 12 giờ sau thì cái hạt cải nó sẽ nứt nanh, lúc đó bà con sẽ đem ra trồng. Trước khi trồng từ 7 đến 10 ngày thì bà con nên xử lý đất bằng voi hoặc là bà con có thể là xử lý đất bằng mô cáp hay nô cáp thì để là phòng trừ tiếng trùng cũng như là cái nấm bệnh nó tồn dư trong đất. Thì thí dụ như mô cáp thì bà con sử dụng khoảng 1 kg, còn đối với voi thì bà con có thể sử dụng là khoảng là 30 tới 50 kg trên 1.000 m². Sau khi bà con xử lý đất xong thì khoảng trước một ngày khi bà con gieo hạt thì bà con nên bón lót cho chúng tôi, đó là phân hữu cơ. Tại vì bà con biết khi cải xanh thì là rau ăn lá, do đó là khi bà con trồng muốn đảm bảo nó đảm bảo an toàn và khi cách ly phân đạm 7 đến 10 ngày cái lá vẫn còn xanh thì bắt buộc bà con phải tăng cường cái lượng phân hữu cơ để làm sao cho cây rau mình phát triển cân đối cũng như là hạn chế sâu bệnh hại xảy ra. Thì đối với cải xanh bà con có thể bón lót phân hữu cơ là khoảng 50 kg, sau đó bà con cộng thêm là cái nấm đối kháng Trichoderma là liều khoảng là 1 đến 2 kg. Sau khi bón lót xong thì bà con sẽ gieo hạt và 7 ngày sau thì bà con sẽ thúc. Giai đoạn đầu tiên là bà con có thể là sử dụng phân ure với liều là khoảng 5 kg. Nếu bà con chưa lót lân vào giai đoạn bón lót thì bà con sẽ bón giai đoạn này khoảng 10 kg. Và giai đoạn thứ hai tức là khoảng đến 10 đến 15 ngày sau khi bà con gieo hạt thì bà con cũng sử dụng là 5 kg ure cộng thêm là 5 kg DAP. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn này bà con phải cắt phân để cho đảm bảo cái tồn dư nitrat trong sản phẩm. Thì giai đoạn này bà con có thể tưới là từ 5 tới 7 kg UG.
Ngoài ra thì để giúp cho cây cải của mình sinh trưởng phát triển tốt thì tùy theo tình hình sinh trưởng bà con có thể là bổ sung phân bón qua lá. Thì bổ sung phân bón qua lá bà con có thể là sử dụng các loại thông dụng ở ngoài thị trường. Tuy nhiên thì bà con cũng phải là sao? Phải đảm bảo được cái thời gian cách ly cũng như là cái liều lượng so với khuyến cáo. Chương trình Cây Lạc Trái Ngọt do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân. Thân mến chào tạm biệt.